Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với clip số 3 trong chuỗi clip 100 clip mẫu câu hay nhất thế giới. hay nhất thì nhà mình nói gì? Gọi là câu chất phát nhất, kiểu rất hay á nhá. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cái gì nhỉ anh Dũng nhỉ? Chúng ta sẽ học một mẫu câu, đây các bạn nhìn xem. Ikigai to narimashita, hay là ikigai ni narimashita. Cái chữ i này chúng ta có thể đọc là yoi nhỉ, yoi ikigai to narimashita, yoi ikigai ni narimashita. Thầy thì như cái này các bạn có thể nhìn thấy dịch luôn đúng không? Đó là trở thành một cơ hội tốt thế nào thế nào đó đúng không? Thế thì đứng trước đó chúng ta có thể kết hợp một vài động từ như sau. Ví dụ trở thành một cơ hội tốt để xem xét lại bản thân mình chẳng hạn sẽ là minaosu. Các bạn nhớ chúng ta hôm nay chúng ta chỉ ghép với nó với ba động từ. Thứ nhất là minaosu tức là xem xét lại. Đúng rồi. Thứ hai là kangai là nghĩ lại, nhìn lại, nghĩ lại. Nghĩ được, nghĩ về. Thứ ba là kuwashiku shiru tức là biết rõ hơn về một đề gì đó, đi truy đề nhé. Được chưa nhỉ? Các bạn có thể nhìn thấy mẫu câu này nhá. Thế này chúng ta sẽ nói một câu dài nhá, ví dụ như là nhìn lại bản thân nào nó như nào nhỉ? Jibun jishin no minaosu. Đúng rồi, jibun jishin no minaosu ikigai narimashita. Ok. Hay là suy nghĩ lại suy nghĩ lại bản thân nó như nào ấy. Jibun jishin no kangaeru ikigai to narimashita. Đúng rồi, các bạn nhớ nhá. Trong văn viết thì người ta hay dùng to naru. Và trong văn nói thì người ta hay dùng ni naru. Nói chung là dùng thế nào cũng được tùy vào. Và cuối cùng khi mà muốn nói là chúng ta biết rõ, trở thành một cơ hội để chúng ta biết rõ hơn về một cái gì đó sẽ là nani nani nitsuite kuwashiku shiru ikigai ni narimashita. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Mọi người nghe những ví dụ nhá. Nihon ni kita shaisho no 1 nenkan wa Myanmar jin to issho ni sundemashita. Myanmar no bunka nitsuite kuwashiku shiru yoi kikai to narimashita. 今回の失敗は私にとっていろいろと自分自身の見直すいい機会となりました。夏休みに台風の被害を受けた中部のボランティアに行きました。いろいろ勉強になって自分自身を考えるいい機会となりました。アクセスに指摘されて辛かったが、いろいろと自分自身を見直す良い機会となって良かったです。フアレオが作った 税金に対する説明の動画が面白くて分かりやすかった。税金について詳しく知る良い機会になった。今年の7月、日本語能力試験を落ちました。悔しかったんですが、これが自分自身を見直すいい機会となりました。昨日、広島原爆ドームを訪ねてガイドさんからいろいろ話を聞きました。 日本の歴史について詳しく知る良い機会となりました。日本に来た最初の1年間はミャンマー人と一緒に住んでいました。ミャンマーの文化について詳しく知る良い機会となりました。今回の失敗は私にとっていろいろと自分自身の見直すいい機会となりました。 夏休みに台風の被害を受けた中部のボランティアに行きました。いろいろ勉強になって自分自身を考えるいい機会となりました。アクセンセンに指摘されて辛かったが、いろいろと自分自身を見直す良い機会となって良かったです。ズワレオが作った税金に対する説明の動画が面白くて分かりやすかった。税金について詳しく知る 良い機会になった。今年の7月、日本語能力試験を落ちました。悔しかったんですが、これが自分自身を見直すいい機会となりました。昨日、広島原爆ドームを訪ねてガイドさんからいろいろ話を聞きました。日本の歴史について詳しく知る良い機会となりました。